Sáng 27 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình kỷ niệm 30 năm phong trào thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đồng Nai 1994-2024 và 25 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 1999-2024. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Minh Kiên, Bí thư tỉnh đoàn nhấn mạnh, tình nguyện là phẩm chất tốt đẹp của thanh niên. Qua 30 năm, các chương trình chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng, trở thành một trong những phong trào nổi bật, ghi đậm dấu ấn của thanh niên Đồng Nai góp phần vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội. Đồng chí Nguyễn Minh Kiên đề nghị các cấp bộ đoàn đưa phong trào chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đến gần hơn với thanh niên, dẫn dắt hoạt động tình nguyện trong cộng đồng theo hướng thiết thực hơn, thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức phù hợp với nhu cầu của thanh niên và bối cảnh xã hội, nhằm tạo điều kiện để thanh niên trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành. Đồng thời cần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ đoàn hội, phát triển đoàn viên về cả số lượng lẫn chất lượng. Bên cạnh đó, Bí thư tỉnh đoàn cũng bày tỏ mong muốn các cấp ủy Đảng chính quyền tiếp tục quán triệt, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng về công tác thanh niên, quan tâm tạo điều kiện cho đoàn và các tổ chức của thanh niên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Đồng Nai phát triển toàn diện. Dịp này, tỉnh đoàn đã trao tặng bằng khen cho 27 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên tình nguyện hè, trao giải cho 8 tập thể và 4 cá nhân đạt giải thưởng tình nguyện cấp tỉnh tặng quà cho 28 cán bộ đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cũng đã trao 30 suất học bổng cập nến yêu thương cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, kết nối với doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng thương hiệu và tư vấn công nghệ cho dự án đoạt giải nhất cuộc thi thanh niên nông thôn sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Đồng Nai lần thứ 3 năm 2024, hỗ trợ quảng bá truyền thông cho một số thương hiệu của thanh niên. Tại chương trình, tỉnh đoàn đã trao bản tượng trưng thực hiện công trình không gian thể thao thanh niên tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập Cộng đồng xã Hóa Nai Ba, huyện Trảng Bom trị giá 150 triệu đồng. Cũng trong khuôn khổ chương trình, tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức trao giải cuộc thi Thanh niên Đồng Nai, đồng hành cùng sản phẩm ô cốp lần thứ 2 năm 2024.